Hello, xin chào anh em nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến Mark Level 65 ở server 502 gà sniper. Hiện tại lá này đang hạng 2 ở server này rồi và lực chiến là 234.000. Đang cầm lưu gạch và pet, đó là pet Phượng Hoàng Băng. Đã nữa thì mình sẽ đổi cái lưu gạch sang bên cái phi tiêu cho nó chuẩn. Lưu gạch thì đang khỏe thật đấy, nhưng mà đào thì không đào được, với lại là công cao lại dễ mất turn. Mình vào mình nên được bắn trước đúng không? Bây giờ mà mình đam khỏe mà mình không được bắn trước mà người ta đào mình chết thì mình cũng chả làm gì được. Cũng đang gà 18 rồi và vào đây thì chúng ta thấy quá trời VIP Ares rồi. 8 VIP Ares là dành cho 8 bạn comment sớm nhất dự đoán cái lực chiến khi mà mình chuyển sang phi tiêu nhá. Anh em nhá. Sự lá này tại sao lại lắm VIP Ares như thế này? Có lẽ là kiểu như là cái sự kiện đấy nó lấy đá khảm, thế nhưng mà nó lại cùng với sự kiện lấy VIP Ares luôn, thế là chủ ác vẫn phải lấy. Và để đây kiểu tiếc không muốn bán đi ấy. Thực ra là cái này nhiều người mơ ước cũng không có. Ngày xưa thì cái ác đại ca mạnh thì mình cũng không nạp tiền vào để lấy đâu, nhưng mà lại dung luyện ra được thì cũng khá là sướng. Thề luôn, cái VIP Ares này là một cái kỷ niệm rất là đẹp khi mà mình chơi Ganymobi, vì là cái thứ gọi là có giá trị duy nhất mà mình dung luyện được. Thật sự luôn. Đấy thì ở đây có một cái Venus 6 này, một Venus 7 này, một hạnh phúc 6 và một hạnh cái này là đúng rồi, hạnh phúc 6 và một hạnh phúc 7. Những cái hạnh phúc 6 này thì cũng khá là lâu nữa thì mới lên 7, nhưng mà nó chung là tùy thôi. Cái tốc độ lên cộng 7 thì nó cũng phụ thuộc vào cái tốc độ nạp tiền của chủ ác thôi, đúng không? Áo nó này đã dát vàng hết rồi, chung là cầm ác thì mình không phải làm gì hết, nên cầm vào để chơi thôi. Chòm sao của ác này là chỉ số như vậy. Các bạn có thể xem nhá. Sát thương là 600 này không. Đấy, cái điểm nhanh nhẹn này. Cái ác này thì lại cho cái điểm may lên khá là cao nhá. Trong khi là điểm nhanh để nó hơi thấp. Thường thì mọi người đều sẽ nâng sát thương rồi nhanh nhẹn. Cái này cái đó clip, những clip trước mình đã nói rồi. Nâng sát thương rồi nhanh nhẹn, xong rồi đến công, xong rồi đến thủ, rồi may mắn, rồi HP. Thực ra là may mắn này tăng khá là nhiều lực chiến này. Thế nhưng mà mình nên nâng nhanh nhẹn hơn các bạn ạ. Nhanh nhẹn cao thì vào trận nó sẽ gọi là nó thực dụng hơn, chơi game nó dễ hơn. Đấy, pet thì chúng ta có là một con pet Phượng Hoàng Băng mắc level rồi, đột phá thì mới lên level 71 thôi, 12.800 HP. Cộng vào với cái thuộc tính thì sẽ lên được bốn mấy nghìn lực chiến, à bốn mấy nghìn HP đấy, 48.000, gần 50.000. Level 65, level 65 này lực chiến máu như này đúng rồi. Giờ thì có khá là nhiều tính năng để nâng tất cả các chỉ số, thế nên là tùy phụ thuộc vào cái tốc độ nạp tiền của chủ ác thôi thì ác sẽ mạnh đến cái tầm đấy. Ở đây chúng ta có là ngọc bạo kích hạt nhân liên kích miễn kháng thần báo phong ấn. Hôm nay mình sẽ đeo thằng ngọc hạt nhân vì là thực ra là cái hạng gà này thì sẽ có cả đào. Mình hôm nay đương nhiên là mình sẽ chơi cả đào rồi. Anh em nào mà đọc tên với cả là hẹn cái keo solo dam thì mình sẽ để ý một tí. Còn không thì mình gặp ai thì mình cũng sẽ đào thôi. À sâu đá khảm chính hả? Đợi tí nhá. Nhanh lên, hôm nay là ngày gì mà đi nhậu. Chả là ngày gì mà lại đi nhậu. Chỉ số đây các bạn có thể xem qua nhá. Tôi tắt cái webcam này cho mọi người đọc cái chỉ số được nó dễ. May mắn là 6.000 thôi. HP là 36.000 này. Cộng với máu của pet nữa. Thể lực là 465. Sát thương là 5.700 và giáp là 6.600. Đó. Vật tổ này 23, 25, 23, ác này vẫn chưa mắc vật tổ nhá. Thực ra là server khá là mới. Với cái tốc độ ra server của Ganymobi thì nó khá là nhanh, thế nên là dù là cách có 40 server thì thực ra server này cũng khá là mới thôi, không phải là quá lâu. Mấy tháng, thực ra được mấy tháng mà mắc được những cái này thì hơi kinh. Đá khảm bậc 6 cấp 2 cũng gần đi đến hồi kết của cái tính năng đấy rồi. Đá khảm đây nhá. Anh em nào cũng vào xem cũng chỉ chờ đợi đá khảm thôi. Full 12. Bên này thì còn một vài viên 12 nữa. Tăng lên thì cũng chưa gọi là có cái nào gọi là, cũng chưa có viên đá nào nó thực sự là thấy tiềm năng lên 13 cả.
Chúc Phúc một level 7 này, level 6, 6, 6. Rồi, 7, 6, 6, 6. Cũng ok đúng không? Cái ngôi sao chúng ta xem cái viện bảo tàng này đúng không? Tổng hợp tính. Ôi, nhẹ nhẹ chúng ta là 900 điểm này, bộ giáp 491. VIP 10 mà không đầu tư được bộ ngọc. Thực ra mỗi người một cách chơi khác nhau nhỉ? Có khi là ông anh này lại tìm một cái thú vui khác, chơi game cho nó vui thôi, nạp tiền vào cũng gọi là cho nó vui thôi, cũng chưa tìm được một cách nạp tiền hợp lý. Thực ra là thấy 8 cái VIP Red này là cũng thấy nó hơi căng. Thực ra là chòm sao cũng khỏe mà, pet thì cũng đột phá rất là cao rồi. À đấy, nó có một cái nữa, đó là nạp vào để lấy mảnh pet để tăng sao, thế nên là nó mới trùng vào cái VIP Red, mình nghĩ là thế. Khả năng là từ ngày ra server đến bây giờ là bao nhiêu VIP Red không, tích lại hết này. 8 cái VIP Red cũng phải rơi vào 8 tuần gì, 2 tháng. Đúng không? Đấy là tôi nói là tuần nào cũng lấy VIP Red đấy. 9 cái, hơn 2 tháng. Đúng không? À, bây giờ thì mình sẽ chuyển cái lô gạch này sang cái phi tiêu. Thật là giờ mình chơi mình cứ nhanh nhẹn cao, với lại là cứ nhanh nhẹn cao là được. Đàm to quá là thế à. Đấy, sau khi chuyển xong thì giáp nó là 6.500. Sát thương là 5.500 thôi, bị tốt đi một tí rồi. Và nhanh nhẹn thì nó lên đến thể lực lên 491. Mình nghĩ là đi từ tầm cả này chứ mình không có tên sau ai đâu. Pet thì cũng max level rồi mà. Nhanh nhẹn thì cái thành ngôi sao tăng lên khá là nhiều. Đấy, thôi mang hai băng đi nhá. Pet Phụng Hoàng băng mình được tên đầu, mình búp kỹ năng pet lên là one hit được vài người đấy. Đấy, đầu tiên chúng ta gặp level 50. Trận này thì mình sẽ búp kỹ năng pet hay là nên đam luôn nhỉ? Mình nghĩ là mình sẽ đam luôn đi. Bởi vì là kể cả ông đấy cũng không chết thì ông đấy cũng không có đào được mình đâu đúng không? Chả có gì ngoài hai chữ điều kiện. Coi like nhưng mà không mắc hình ảnh à? Ấn vào tùy chọn nhá, ấn vào cái bánh răng hay là cái ba dấu chấm ở phía trên bên góc livestream ấy. Cảm ơn Cường đã gửi sao nhá. Mượn ác panda Thái xưa nó trong 24 không anh. Có thì cứ gửi cho anh, cứ gửi đến pet này, cái pet đang livestream để cho anh với. À cho tớ với, không biết tuổi tác như thế nào nên là xưng anh nó hơi kỳ. Các bạn ấn vào cái tùy chọn thôi, chọn lên 1080p nhá hoặc là 720p nhá. Để xem nó được nét hơn. Trận thứ hai gặp level Tiểu Ngọc này, nghe cái chữ Tiểu Ngọc này mình cũng hơi quen quen. Lưu gạch thì mình cũng không sợ bị đào đâu. Giờ mà thấy người ta tơn trước thì mới gọi là căng thẳng. Super phi tiêu mà tơn sau super lưu gạch thì ông kia phải khỏe lắm, đúng không? Giờ hai băng đi. Sau đấy là búp kỹ năng pet nhá. Ở đây búp kỹ năng pet nhá, xem là liệu có một đam chết ông này luôn không. À chết bạn kia luôn không, không biết là con gái hay con trai. Tên Tiểu Ngọc thì khá là nữ tính rồi. Xem nào, không ngọc gì các bạn ạ. Ừ, không chết luôn. Này là game lại dễ. Đấy. Để này lên game lại dễ. Các bạn muốn xem nó nét thì để lên 1080. Còn các bạn muốn nó không bị lag thì để 144. Nãy đầu livestream của một bạn hỏi là mấy cái super này liệu có khỏe hơn búa Minotaur không? Chắc chắn là hơn rồi. Phụng chưa đột phá thì không khỏe đâu. Ác này đột phá cũng đến Tôi không lấy góc được bạn ơi. Tôi không lấy góc được bạn ơi. Ôi dồi, lựu đạn chết tôi rồi. Lại còn level 70 nữa các bạn ơi. Khỏe hay không thì nó nằm ở cái máu lúc mà mình... Thì nó mạnh ở cái máu lúc mà mình solo đam với nhau thôi. Chứ còn lúc mình book kỹ năng pet thì đột phá nó có ảnh hưởng gì đâu. Cái đam đấy là của kỹ năng pet mà. Xem
Trúng không này? Hạt nhân, tiếc nhỉ. À, 90. 90. Trúng thêm được mấy tia nữa. Ôi, trúng hết luôn mới kinh chứ. Trúng hết luôn mới kinh chứ. Cay đắng cuộc đời nhỉ. Chắc là mình phải bay, tơ sau mình bay lên thôi. Tơ sau mình phải bay lên thôi chứ không phải đứng đây mãi nữa. Thực ra là mình tính là bay đến đây cơ. Nhưng thực ra lại đứng ở đây cũng được, không sao cả. Là mấy tuần vừa rồi là mình mít rồi, cũng không hiểu tại sao lại mít ấy. Thật sự đấy. Rồi. Bình tĩnh các bạn. Thấy mình bắn mít thì các bạn cũng cứ bình tĩnh nhé. Đừng ai chửi vội. Sông có khúc, người có lúc mà. Chào Ninh nhá. Ừ đấy, như hãy như Lương ấy. Coi như là chưa nhìn thấy gì. Sau 1, 2, 4 kỹ năng pet cái nhỉ. Góc này thì đẹp rồi đấy. Miễn kháng đúng mặt mình luôn, cay. Rồi, giờ tôi mới hết máu của con pet này. Đau đấy. Phát nữa là ok, có chết không? Phong ấn à? À, tôi hiểu tại sao tôi thua rồi, tại tôi gà đấy. Tôi vừa nhận ra một điều đó là người ta dùng pet rồng thì bắn thế thì đúng là hồi lại máu hết. Rồi còn dùng lựu đạn nữa, bắn không được bao nhiêu máu. Rút kinh nghiệm trận sau. Thôi cứ bình tĩnh đi. Tôi bảo rồi mà, tôi thua tại tôi gà. Tôi nhận luôn chứ gì đâu. Tôi nhận luôn chứ có gì đâu. Chào người dùng Facebook nhá. Con này hay bật cái dẫn dắt kia nhở. Né ở đây tí thôi, ông định bắn trúng rồi đó. Tôi bao nhá. Ôi, con pet kia chưa đột phá đâu. Kiểu đột phá cũng chưa lên được level cao ấy. Chỉ khoảng độ mười mấy 20 là 30 là cùng thôi. Nó chưa tăng nhiều lắm. Đây là solo kỹ năng pet à. Một cái này đi. Tạm thời một cái này đi. Đấy. Kỹ năng pet. Ôi chưa có tơn à. Tại tôi chưa mình bao. Tại tôi chưa mình bao. Bộ kỹ năng pet hay bao nhỉ?
Rồi, phong ấn luôn ạ. Mất góc, mất góc, mất góc, mất góc. Đấy. Chào Quỳnh, chào Dương nhá. Hello. Mít ngay. Chả mít ngay. Bây giờ cứ bắn làm sao cho người ta phải di chuyển ấy. Là kiểu gì người ta cũng khó bắn. Đơn giản lắm. Bên Gunny, bên Gunny Web ấy thì đợt này là phá được góc. Bên Gunny Web ấy thì nó có một cái là kiểu người chơi bên đấy bắn khá là kinh. Còn bên Gunny Mobile này kiểu phá góc đi một tí, người ta di chuyển đi một tí là người ta bắn mít. Cũng là một cách. Bên Gunny Web thì nó có nhiều cái hay lắm. Nó kiểu là bắn để phá góc cho người ta không bắn được nữa. Rồi sau tên này mình bay lên phát power là xong đấy. Đấy, nếu mà mình không chết. Anh em xem Kim Cường 4 nick này nhiều điểm rồi. À ok, nốt trận này nhá. 10.000 máu à. Ăn được cả level 70 đấy, đùa đâu. Đúng không? Thỉnh thoảng lỗi tí có sao đâu, các ông giỏi vào mà bắn. 600 điểm thôi, nửa rồi, cũng được nửa rồi. Được nửa của Kim Cương 5 rồi. Chúc mọi người xem livestream vui vẻ, không quạo nhá. Để bắn lỗi thì các bạn cứ bình tĩnh mà xem. Chỗ không có gì đâu. Trận này thì mình bắn như thế nào nhỉ? Trận này mình sẽ bắn như thế nào nhỉ? Chưa định hình được nữa. Chắc tôi bay sang tôi đào thôi. Cái map này thì là người ta dùng búa đấy. Một tên đào là tôi chết mà. Thế nên là ai nhanh tay thì người đấy hưởng thôi. 4 5 Có gì đâu, ông thấy mà người ta chửi gà hay là nọ. Kệ đi. Có gì đâu. Tôi chả gắt. Tôi bị chửi tôi chả gắt. Thôi. Thực ra là đơn giản lắm. Khi nào mà mọi người mà chê gà hay là gì thì tôi cũng thấy bình thường. Vì là đúng là chưa tơn bần ấy, tôi thấy gà thật thì tôi bảo là gà. Nhưng mà đến lúc nào mà tôi khó chịu quá không chịu được. Ây. Chết tua toi luôn rồi. Nếu mà đến cái lúc nào mà người ta chửi mà tôi khó chịu quá không thể chịu được nữa ấy, thì là tôi lại sửa đi cái khác, bình tĩnh lại. Tôi sẽ bình tĩnh, kích vào cái dấu ba chấm rồi chặn người dùng trên kênh này. Sau đấy tôi xóa comment đi. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Đây có người gửi, ui nhận 7 luôn. Có người gửi ác Gunny cho để chơi này các bạn. Lại lựu đạn. Sao tôi lại phải đào à? Tôi lại phải đào. Đấy thế nên là cái phi tiêu nó mới ngon ở cái chỗ đấy. Đó là các bạn lúc nào cũng có tên trước. Phi tiêu mà đi với Phụng Hoàng Băng lúc nào các bạn có tơn trước, các bạn đào cũng được mà các bạn thích đạm cũng được. Đấy. Nó hay ở cái chỗ đấy. Thế mình mới dùng một là combo này, hai là đam mới chơi hẳn. Ôi trời. Phải nồi. Ôi ông này có khi tôi đam một phát là ông chết luôn. Mà tôi lại không làm thế đấy. Tôi dùng rồng mà cái chỉ số đam còn thấp hơn cả tôi. Thế nên là mới cướp tơn sau hai cái tơn bay đấy. Tưởng anh Thành đi ngủ. Tưởng anh Thành đi ngủ. À, hay cuối cùng thì cũng có thua đâu. Nói chung là người tính thì cũng làm sao bằng trời tính được. À, giờ xong rồi. Có khi là full đam từ đầu xong mẹ rồi. Thật.
Phút 5 ngay từ đầu ghi là xong luôn này. Gặp đại đế là ok. Ok. Trở thành gôn nha. Ôi ông này thì sao lại ghép tim lung tung nhở. Gặp cả 4x pet cũng chưa thức tỉnh này, chết. Ghép tim này thì chết rồi. Thực ra là có những hôm mà livestream kiểu mình để mình mượn ác ở cái hạng giải siêu cấp nó cao quá thì mình cũng thua nhiều hơn thắng mà. Cũng tùy hôm. Ga 17 rồi, thêm trận thắng nữa là lên ga 16 ngay. Hồi nãy lên ga 16 rồi chứ. Ui ác này 70 thì liệu có ăn được không ta? Hôm kia mà turn trước thì là mình hơi khoai. Các bạn biết vì sao? Ông kia mà turn trước là mình hơi khoai vì là cầm rồng mà turn trước mình thì là phải gọi là khỏe lắm ấy. 5.000 máu, úi dồi ôi. Được một chút đam này. À Thúy hỏi này có xin đêm không à? Hôm nay chắc là anh không đâu. Hôm nay anh chơi... Nếu mà tí nữa có xin được ăn đi... À PUBG thì anh cũng nghỉ sớm thôi. Mà khả năng là tối không có chơi được. Giờ này mạng Viettel lỗi lắm nên là không chơi sớm được, nên là khả năng có khi là stream Gunny xong rồi anh sẽ nghỉ stream, à sẽ tắt stream. Nếu mà chơi PUBG luôn thì anh chơi đến 12 giờ, không thì chắc là anh nghỉ luôn. Làm một turn này đi. Làm một turn này đi. Đây như này phá góc rồi, hay lắm này. Hợp lý này. Có thêm turn nữa à? Tôi này không dám ném kỹ năng pet vì là thực ra là sợ mít. Ra tôi sợ mít cái turn này. Phong ấn nữa. Tí bò lùi ra đây tí nên tôi sau ném kỹ năng pet là hợp lý hơn. Lag có lag không? Em comment một câu chân thành mình biết rồi. Xem livestream có lag không mọi người? Đừng nói làm tôi run nha. Đừng làm tôi run nha. Mượt mà, mượt, mượt, mượt. Đây, cái turn này hay lắm này. Cái turn này thề phải 2-3 turn nữa ông để mình bắn tiếp được mình tiếp. À, cái bạn kia mà bắn được mình tiếp. Đấy. Đố có góc mà bắn đấy. Em thấy phát pet phụng hay không? Quá hay. Đấy, Tiên Nguyễn lắc lắm. Hello Thảo. Hello. Em đang xem, chào Thảo giúp mình cái nhá. Anh em đang xem livestream thì mà thấy Thu Thảo comment thì các bạn chào Thảo giúp mình cái nhá. Đau rồi. Tôi bị đau các bạn ơi. Tôi bị đau rồi. Tuần này mà người ta không chết là tôi chết. Hạt nhân. Đẹp. Yes, yes. Phải thế. Phải thế chứ. Nó mày hên nhở, bay vào cái góc đấy mà lại không chết. Cuối cùng lại win. À ừ nhờ, còn quên chưa dùng Bivo Bomb. Nguyễn Duy nhắc mình nhớ lần sau phải để ý. Bivo Bomb mình cầm trong người mà. Sau quạt nào đấy là mình phải bùng Bivo Bomb bắn nó chuẩn. Nhưng mà không cần, vẫn win, vẫn win. Chơi xấu á? Không. Không xấu. Hôm nay chuẩn rồi. Hôm nay đứng góc khó đấy, chơi thế là chuẩn rồi. Này anh em nào còn chưa like thì nhớ để lại một like và thả tin giúp mình với nhá. Hôm nay sẽ upstream tại đây thôi. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Bye bye.